Thưa quý vị, hôm qua ngày 16 tháng 8, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Hẳn cùng lãnh đạo các sở ngành có liên quan tổ chức khảo sát vị trí bến tàu cao tốc Trà Vinh - Côn Đảo và kiểm tra tiến độ thi công một số công trình giao thông trên địa bàn thị xã Duyên Hải, Cầu Ngang, Châu Thành và thành phố Trà Vinh. Tại thị xã Duyên Hải, đoàn đã khảo sát dự án bến tàu cao tốc Trà Vinh - Côn Đảo tại ấp Mù U, xã Dân Thành. Dự án do Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Phú Quốc đầu tư. Dự án nâng cấp mở rộng đường dẫn vào khu bến tổng hợp Định An và dự án tuyến số 5 khu kinh tế Định An và dự án đường tỉnh 915B. Qua buổi khảo sát, tỉnh sẽ chọn địa điểm phù hợp trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét cho nhà đầu tư thực hiện dự án bến tàu cao tốc Phú Quốc - Trà Vinh. Riêng đối với dự án nâng cấp mở rộng đường dẫn vào khu bến tổng hợp Định An, thị xã Duyên Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân thị xã Duyên Hải hoàn thành các thủ tục để đầu tháng 9 năm 2024 bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư thi công đúng theo kế hoạch đề ra. Về dự án tuyến số 5 đoạn từ tỉnh lộ 914 đến nút N92, đoạn từ nút 92 đến cầu C16 đến kênh đào Trà Vinh, khu kinh tế Định An giai đoạn 1, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo trong tháng 9 phải thông xe toàn tuyến, đảm bảo cho người dân được đi lại thuận tiện. Về dự án đường tỉnh 915B, sau khi các thành viên đi khảo sát và các nhà đầu tư nêu lên những khó khăn trong quá trình thi công, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn đề nghị Sở Giao thông Vận tải tỉnh, Ban quản lý dự án, chính quyền địa phương nơi có công trình đi qua tích cực vận động bà con sớm di dời để đơn vị thi công công trình hoàn thành đúng tiến độ.